CGO Group là tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, chuyên nghiên cứu sản xuất và cung cấp các sản phẩm linh kiện bếp từ chất lượng nhất. Được thành lập vào năm 1931 bởi Carl Fischer và Heinrich Blank. Carl Fischer với trụ sở chính tọa lạc tại Oberdingen, Cộng hòa Liên bang Đức. Đến nay, EGO đã ghi dấu ấn với 88 năm hình thành và phát triển, vươn mình trở thành tập đoàn công nghệ uy tín bậc nhất và xây dựng được niềm tin vững chắc với các đối tác quốc tế. Các sản phẩm linh kiện do EGO sản xuất và cung cấp, bo mạch, mâm nhiệt, mâm từ, cuộn từ, bảng điều khiển đều là những sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Các sản phẩm có tính đột phá về công nghệ, tính ứng dụng cao, độ bền lâu dài, khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt. Mỗi năm, EGO cho ra mắt thị trường 600 triệu sản phẩm mỗi năm. Trung bình mỗi tuần, EGO có một sản phẩm được cấp bằng sáng chế. Hiện nay, EGO có 1.070 sản phẩm được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao EGO trở thành một trong 5 nhà sáng tạo hàng đầu của Đức. Bên cạnh đó, EGO còn là tập đoàn sản xuất thân thiện với môi trường. EGO đã thành công trong việc giảm 30% lượng rác thải mỗi năm và tái chế tăng lên 50%. EGO đang từng bước khẳng định vị thế là tập đoàn hàng đầu trên thế giới với hệ thống mạng lưới đối tác luôn được mở rộng. Trong đó, hai địa điểm phát triển chính của EGO là tại Đức và Tây Ban Nha. Ngoài ra, còn có các trung tâm phát triển ở Mexico và Hoa Kỳ, Nhật Bản. Eurokera thành lập từ năm 1990, Eurokera được sở hữu bởi tập đoàn Saint-Gobain và Corning là hai nhà sản xuất đứng đầu trên thế giới về kính và cũng là nhà phát minh của sản phẩm kính ceramic. Đến nay, Eurokera đã hiện diện trên toàn cầu với 5 nhà máy sản xuất được đặt tại 4 quốc gia Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Thái Lan. Sản phẩm của Eurokera luôn mang đến nhiều tính năng vượt trội, đặc biệt với đặc tính giãn nở nhiệt gần như bằng không. Các mặt kính của Eurokera có khả năng sốc nhiệt lên tới 700 độ đến 800 độ C, 1.300 độ F và các biến đổi nhiệt khắc nghiệt nhất. Khả năng chịu lực, chống chảy xước và bền đẹp với thời gian cũng là lý do khiến mặt kính của Eurokera luôn là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu sản xuất thiết bị nhà bếp lớn trên thế giới. Với 8 lớp nền kính ceramic khác nhau, Eurokera luôn đáp ứng mọi yêu cầu của việc thiết kế mặt kính, kiểu dáng đa dạng từ mặt phẳng tới hình dạng 3D, khả năng tương thích với nhiệt độ cao và các giải pháp điều chỉnh cảm ứng. Trong hơn 25 năm qua, Eurokera đã cung cấp cho ngành thiết bị gia dụng những loại mặt bếp đột phá bằng kính ceramic chất lượng cao như Kera Black Plus, Kera Resin, Kera Spectrum và Kera Slate. Trải qua hàng chục năm xây dựng và phát triển, Eurokera đã có hơn 100 triệu sản phẩm được bán ra trên toàn thế giới. Cứ mỗi 5 giây sẽ có một mặt kính ceramic được sản xuất. Ngoài ra, Eurokera còn được biết là một nhà sản xuất thân thiện với môi trường khi hàng triệu tấn thủy tinh được tái chế mỗi năm và tất cả các sản phẩm của Eurokera đều tuân thủ quy trình sản xuất theo kỹ thuật nghiêm ngặt từ năm 2000, đạt chứng nhận ISO 14000, giúp giảm tiêu thụ năng lượng 80% khí thải. Bằng cách lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu cuộc sống cùng với nền tảng vững chắc với đội ngũ kỹ thuật lâu năm, Gojer mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm bếp từ cao cấp, chất lượng với chi phí hợp lý để biến việc nấu ăn thành một niềm đam mê và để khách hàng có một sự trải nghiệm tuyệt vời. Tiếp nối những thành công đạt được cũng như nhận thấy rằng thị trường bếp cần một dòng sản phẩm với chất lượng tốt, giá thành phù hợp người dùng Việt Nam, Gojer đã cùng EGO và Eurokera bắt tay nghiên cứu, thiết kế và cho ra sản phẩm bếp từ inverter thế hệ mới Gojer DIB4888. Đây là sản phẩm đã được nghiên cứu để phù hợp với thực tế khí hậu cũng như thói quen nấu nướng của người tiêu dùng Việt Nam với nhiều tính năng ưu việt. Hệ thống mâm nhiệt và mạch điều khiển của DIB4888 được chế tạo tại nhà máy sản xuất của EGO Đức với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cũng như đảm bảo về công suất, điện năng đã được tính toán dành riêng cho thị trường Việt Nam. Mặt kính modem bếp từ Gojer DIB4888 được tư vấn thiết kế bởi các kỹ sư của Eurokera Pháp nên đáp ứng được tất cả các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật cũng như tính thẩm mỹ. Sau đó sẽ được chuyển sang nhà máy của Eurokera để lựa chọn chất liệu và tiến hành sản xuất theo yêu cầu. Linh kiện sau khi được sản xuất tại hai nhà máy của EGO và Eurokera sẽ được đóng gói và chuyển trực tiếp về Việt Nam cho Gojer. Tại đây, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra kỹ thuật, sau đó tiến hành hoàn thiện sản phẩm theo đúng các tiêu chuẩn của Đức trước khi được đóng gói và đưa đến tay người tiêu dùng. Với mục tiêu sẽ trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình Việt nhờ những tính năng ưu việt về cấu tạo, linh kiện hoàn thiện với những công nghệ tiên tiến nhất. Series bếp từ inverter Gojer DIB4888 có trang bị mặt kính Eurokera cao cấp,
với 3 loại mặt kính sử dụng công nghệ Brush Pattern, công nghệ chống xước mới nhất hiện nay. Hệ thống bàn phím điều khiển Slider Glass Ceramic siêu nhạy. Chiếc nắm booster với công suất đạt 3000W cho cả hai vùng nấu. Hẹn giờ lên tới 1 giờ 59 phút. Coacher DIB4888 đặc biệt được trang bị tính năng giã đông trực tiếp và chức năng warming. Đây là các chức năng đã được tối ưu cho thị trường Việt Nam. Khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 38% so với bếp thông thường. Bếp từ inverter thế hệ mới Coacher DIB4888 còn đang trang bị tất cả các chức năng ưu việt chỉ có trên các dòng bếp từ cao cấp như cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual Heat Edge, tự động tắt bếp khi không có nồi Pot Detection, khóa an toàn trẻ em Child Lock, tạm dừng Pause, tự động tắt bếp khi để quên Automatic Switch Off, hệ thống tự tắt khi nhiệt độ quá cao Overheating Shut Off, cảm biến chống tràn tự tắt Automatic Switch Off. Coacher DIB4888 với nhiều cải tiến về tính năng và thiết kế được kỳ vọng là sản phẩm sẽ đột phá thành công thị trường nhà bếp, đem lại giá trị thật cho người tiêu dùng Việt Nam.